Hello guys, good day to you today. I'm Tang from Ama English. Welcome to the next episode in the series Must Have Grammar for Communication. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh thực chiến cùng với Thanh, được phát sóng vào lúc 9 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Ama English. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía các bạn và hãy subscribe kênh để đón chờ những video clip mới nhất, cũng như là like và share video clip để nhiều người biết đến kênh nha. Cảm ơn các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với bài học tiếp theo. Cấu trúc hôm nay Thanh thấy khá là đơn giản và rất là dễ dùng nữa. Đó là I plan to do something. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này khi mà muốn nói là tôi dự định làm một cái việc gì đó, hoặc là tôi lên kế hoạch làm gì đó. Bài trước chúng ta có học một cái cấu trúc khá là tương tự. Đó là I gonna do something. Tức là gì ạ? Cũng là tôi dự định làm gì đó, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ phân biệt giữa I gonna do something và I plan to do something nhé. Nếu mà Thanh sử dụng cấu trúc là I gonna do something, tức là tôi dự định làm một cái việc gì đó. Tuy nhiên kế hoạch này có từ trước, nhưng nếu mà cái chuyện đó không xảy ra thì cũng không sao cả. Còn nếu mà Thanh dùng cấu trúc là I plan to do something, cũng là kế hoạch có dự định từ trước. Tuy nhiên thì cái này là cái kế hoạch này Thanh đang cố gắng để thực hiện nó. Ok, bây giờ Thanh lấy ra hai ví dụ để mình dễ hình dung hơn nhé. The first one, I'm gonna see a movie this evening. Yes, tức là sao? Tôi dự định xem bộ phim này tối nay, đúng không ạ? Ok, khi mà Thanh dùng cấu trúc gonna plus verb thì Thanh hiểu là cái việc mà xem phim này á, tức là Thanh làm cũng được mà không làm cũng được. Chỉ biết là Thanh đã có dự định từ trước thôi. Rồi, number two, ví dụ thứ hai, I plan to travel this summer. Tức gì ạ? Yes, có nghĩa là tôi dự định là đi du lịch vào hè năm nay, đúng không ạ? Ok, khi mà Thanh sử dụng cấu trúc là I plan to travel thì mình hiểu là cái kế hoạch này là tôi đang nỗ lực cố gắng để thực hiện cái kế hoạch này trong mùa hè năm nay. Và bây giờ để hiểu rõ hơn thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một số ví dụ sau đây nhé. Number one, tôi định tiết kiệm nhiều tiền hơn để đi nước ngoài năm sau. Mình có cụm từ là tiết kiệm tiền là gì nhỉ? Yes, good job. Save money. Tuy nhiên, tiết kiệm nhiều hơn mình sẽ có dùng là save more money. Ok, đi nước ngoài. Ok, từ này là yes, go abroad. Vậy thì cả câu sẽ là I plan to save more money to go abroad next year. One more time, I plan to save more money to go to abroad next year. Good job. Number two, tôi dự định đi du học để lấy bằng thạc sĩ. Ok, mình có cụm từ là đi du học là gì nhỉ? Tương tự câu trên, đúng không ạ? Câu trên mình có từ đi nước ngoài là go abroad. Vậy thì đi du học mình sẽ dùng một cái từ hay hơn, đó là study abroad. Và cả câu sẽ là I plan to study abroad for my master degree. Ở đây cái bằng thạc sĩ mình có cụm từ là master degree. Ok, cả câu sẽ là I plan to study abroad for my master degree. Good job. Number three, tôi dự định tìm một căn hộ mới khi có con. Ok, cụm từ là tìm căn hộ, đúng không? Tìm một căn hộ mới, mình sẽ có cụm từ là find a new apartment. Find a new apartment. Vậy thì cả câu sẽ là I plan to find a new apartment when I have children. Repeat after me. I plan to find a new apartment when I have children. Good job. Number four, tôi dự định học thêm nhiều thứ mới. Mình có cụm từ học nhiều thứ mới, học thêm nhiều thứ mới là gì nhỉ? Ok, nó là learn many new things. Learn many new things. Vậy cả câu sẽ là I plan to learn many new things. Mọi người lưu ý cái âm S ở cuối từ things, nó được phát âm là Z nhé. Yes. One more time. I plan to learn many new things. Good job. Now let's practice.
try to translate these sentences in English by using the structure I plan to do something. Number one, tôi dự định làm bố mẹ ngạc nhiên với kết quả bài thi rất tốt của mình. Number two, tôi dự định tham gia lớp học nhảy. Number three, tôi dự định đọc một cuốn sách mới. Và bây giờ các bạn hãy dừng video khoảng 2 phút để tự làm nhé. Sau đó sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn. And here are the answers. The first one, Thanh có câu là tôi dự định làm bố mẹ ngạc nhiên với kết quả bài thi tốt của mình. Thì cái cụm từ là làm ai đó ngạc nhiên, mình sẽ có từ gì ta? Yeah, surprise. Surprise my parents. Ok, với kết quả bài thi rất tốt của mình có cái điểm tốt, kết quả tốt là gì? Yes, great exam results. Đúng không ạ? Great exam results. Vậy thì cả câu là I plan to surprise my parents with my great exam results. One more time. I plan to surprise my parents with my great exam results. Good job. Number two, tôi dự định tham gia lớp học nhảy. Ok, mình có cụm từ là tham gia, đúng không? Tham gia cái gì đó, mình sẽ có cụm từ là take part in. Ok, take part in. Và cả câu sẽ là I plan to take part in the dance club. One more time. I plan to take part in the dance club. Good job. Number three, tôi dự định đọc một quyển sách mới. Đọc sách mình biết rồi nhá. Ok, cả câu sẽ là I plan to read a new book. Repeat out to me. I plan to read a new book. Good job. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tổng hợp lại một số cụm từ mà chúng ta cần lưu ý bằng cách sử dụng mind map hay còn gọi là sơ đồ tư duy nhé. Ở giữa sẽ là cấu trúc ngày hôm nay chúng ta học, đó là I plan to. Và đằng sau mọi người lưu ý là mình sẽ cộng với động từ nguyên thể không chia. Đầu tiên, nếu mà Thanh muốn nói là tôi có ý định là tiết kiệm nhiều tiền hơn thì mình nói nào nhỉ? Yes, I plan to save more money. Tức là tôi có ý định tiết kiệm nhiều tiền hơn. One more time, I plan to save more money. Ok, còn nếu mà Thanh muốn nói là tôi có ý định là đi du học nước ngoài thì Thanh nói nào? Good job. I plan to study abroad. I plan to study abroad. Next. Còn nếu mà Thanh muốn nói là tôi có ý định tìm một căn hộ mới. Ok. I plan to find a new apartment. I plan to find a new apartment. Next. Còn khi mà muốn nói là tôi có ý định học nhiều thứ mới khác thì mình nói nào ta? Yes, I plan to learn many new things. I plan to learn many new things. Next, tôi có ý định là tham gia vào câu lạc bộ nhảy. Yes, I plan to take part in the dance club. I plan to take part in the dance club. The last one, khi mà Thanh muốn nói là tôi có ý định làm bất ngờ cho bố mẹ thì mình nói tao ta. Yes, I plan to surprise my parents. I plan to surprise my parents. That's it. Thanh hy vọng cấu trúc này chúng ta có thể hiểu được chính xác và áp dụng vào trong quá trình giao tiếp của mình. That's it for today. Thank you for watching. Goodbye. See you next time.